giả. Thưa quý vị, trong tuần qua khi mà Kim Thanh dẫn chương trình cùng với Diệu Minh, được Diệu Minh mời kêu cứu, năn nỉ là dẫn dùm với Diệu Minh một tuần vì cho Đăng Khoa kẹt show đột xuất, thì Kim Thanh đã lấy cái link của tuần trước đó và mở cho Diệu Minh nghe. Thì tôi nghe rồi, thực ra thì tôi có đón nghe chương trình của mình á, tại vì trong lòng tôi hai người chị rất quan trọng. Tôi nhớ hai chị là không biết là không có tôi thì các chị có làm nên cơm cháo gì hay không. Em thấy không, con người của em nó trơ tráo không? Em lật lọng, lật bánh tráng hôm qua. Thì bây giờ em nói chị có thật của vật được đạo đúng không? Bây giờ mà mình không no được cái bụng thì sức đâu mà phụng sự các chị. Ồ, bây giờ tôi mở lại cái list của tuần trước luôn nha. Của cái tuần tôi dẫn, em còn trẻ mà, em kiếm được tiền mà, 100.000 đô em vẫn qua đài. Thì đó, tại vì cái này 200.000 đô là tôi không tin luôn á, trời ơi. Đôi khi cuộc sống mà chị, mình phải biết chấp nhận những sự thật phũ phàng đó. Như em biết cách chấp nhận và cách vượt qua đó. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay cho Đăng Khoa qua đài thu và mua 2 tấn bánh mì bơ thơ, bắt nhà đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư phải làm riêng cho Đăng Khoa để xách qua đài tạ tội. Nhưng mà Diệu Minh với Kim Thanh, cái đó là sử dụng mối quan hệ của tôi lắm luôn mới được ở nhà. Chứ hôm nay người ta nghỉ bán đó. Nói chung là giận thì vẫn giận thôi. Và khẳng định lại với tất cả các thính giả của Thực Đơn Âm Nhạc là từ nay trở về sau, Khoa có nói gì mình cũng đừng có nghe. Mình nghe tay này mình cho ra tay kia đi, chứ những cái lời hứa hẹn như vậy mình đừng có tin. Hôm sau nghe chương trình giải trí mà mọi người, đây đâu phải là chương trình phổ cập giáo dục công dân, toàn quốc đâu. Nghe cho vui thôi được rồi. Hi. Rồi bây giờ chúng ta đến với list bài tuần này nha, Khoa nha. Tôi thở dài một cái đã. Thêm đi, thêm cái nữa đi. Cũng có mấy bài dễ thương chứ bộ, mà toàn nem hot hot chứ bộ. Rồi mình đến liền nè, ca khúc đầu tiên, Nào Em Có Khóc của Duy Anh do Thu Thủy thể hiện. Lâu lắm rồi thì Khoa mới lại được nghe một sáng tác mới của Duy Anh. Mới đây mấy tháng là có đó. Ủa vậy hả? Chị em mình giới thiệu luôn đó. Ây hả, em không nhớ. Chắc không ấn tượng gì đó, nhiều. Thấy chưa, đã nói là mà Duy Anh này là Duy Anh xe đập tin nha mọi người, không phải là Nguyễn Duy Anh kia đâu. Đó, lần trước Khoa không nói y vậy luôn đó. Đó, thì cái bài này kêu là mới. Thực ra cảm giác của Khoa dành cho nó là giống như trời ơi, một cái bài từ lâu lắm rồi. Mà sản phẩm này thì thấy chị Thủy cũng không có đầu tư MV hay gì, chỉ là một cái lyric video thôi. Nên là chắc cũng chỉ là một sản phẩm ra để tặng fan thôi, nghĩ vậy. Kim Thanh nghĩ là bây giờ sắp đẻ rồi, cho nên là làm một cái sản phẩm đơn giản, nhắc nhở cho mọi người nhớ là à, có Thu Thủy có bài đây, thì Thu Thủy sẽ ngưng hát trong vòng 6 tháng, 7 tháng hay là năm gì đó. Chị nghĩ vậy đi cho nó vui cũng được. Nhưng mà thật sự để nhắc nhở mọi người, à Thu Thủy có bài đây, thì cái bài này nó chưa có làm hiệu quả được cái việc đó. Bằng chứng là cái lượt view của nó khá là lẹt đẹt. Chúng ta đến với một gương mặt gọi là mới thì không mới, tại vì bạn cũng thi The Voice, nhưng mà cũng là một tên tuổi mới ở trong thị trường âm nhạc, chưa được biết đến nhiều. Đó là Võ Đức Trí với ca khúc Nước Mắt Cạn Khô của Phan Hiếu. Khoa biết cái bài này là ok. Bạn Võ Đức Trí này thì Khoa cũng có nghe tên được nhắc tới vài lần, nhưng mà toàn là tốt không à. Chứ Khoa thì không biết bạn này. Tuy nhiên thì hôm nay khi mà nghe cái bài hát này, Khoa cảm thấy khá là bất ngờ với giọng hát của bạn. Và cảm thấy rất là dễ chịu, và giọng của bạn nghe nó rất là lôi cuốn nha. Cái kiểu giọng rất là chỉnh chu, và hát mọi thứ nó rất là vừa vặn, làm cho mình một cảm giác rất là dễ chịu. Và đặc biệt cái bài hát này cũng là một cái bài hát mà khá là hay, giai điệu khá là bắt tai, và phần ca từ cũng rất là thơ nữa. Tuy nhiên cái phần MV thì mình phải xem lại thôi. Cái cách đúng bạn rồi. Diễn chiếc ống kính nó đang bị đơ, kiểu như bạn còn ngượng ngùng mà bạn chưa quen với việc quay sao á. Trong cái khúc mà bạn ngồi ở biển hát nhìn xa xăm á, trông nó ngượng ngùng, ngượng gạo kinh khủng. Đó là những khoảnh khắc rất là đáng yêu trong những cái bước đầu showbiz chúng ta còn bỡ ngỡ đó. Không, Khoa nhớ bài đầu tiên Khoa quay cũng vậy, cũng ngượng ngùng chứ. Nhưng mà cũng may mắn là gặp người đạo diễn mà rất là khó tính và bắt mình phải diễn cho bằng được, khi nào được thì thôi. Nên là may quá là cái sản phẩm đầu tiên đó là mình xem cũng lọt mắt, kiểu như mà là bắt mình làm những cái trò rất là kinh khủng. Ví dụ như là mặc đồ, trời thì nắng chang chang, giữa trưa Sài Gòn, mặc cái đồ mà tôi nói giày cui, nhảy nhót ở ngoài đường như một con điên. Người ta đang dần đèn đỏ ha, mình chạy ngang qua người ta nhảy múa. Người ta đang chụp hình đám cưới của dân cuối cùng đứng bên cạnh nhảy như con điên vậy đó. May người ta không quýnh tôi chứ không chắc cũng nằm viện khá lâu. Nhưng mà Khoa phải thấy rằng là bản thân Khoa ở cái điểm đó là Khoa may mắn quen được với những đạo diễn nổi tiếng. Ồ, cũng quen biết gì đâu, thì cũng đi gặp người ta rồi năn nỉ người ta quay cho mình thôi. Chứ thực sự Khoa cũng có biết ai ở Sài Gòn ở đâu, Khoa chẳng biết ai luôn á. Không quen biết bất cứ một đạo diễn nào hay ai hết á. Lúc đó là gom góp dành dụm được ít tiền, thế là
mới coi vài cái MV trên mạng, xong rồi được bạn bè giới thiệu thì tới gặp anh Khương Vũ. Sau đó thì cho anh nghe bài hát thì anh thích, may quá là anh thích bài hát. Vì anh thích bài hát nên anh rất là nhiệt tình với mình luôn. Và anh Khương Vũ làm cái MV đó, anh Khương Vũ không lời được một đồng nào. Tại vì lúc đó anh Vũ cũng giống như là mới bắt đầu, anh Khương với lộn, anh Khương là mới bắt đầu làm MV luôn. Nên là anh Khương thử nghiệm. Không phải thử nghiệm, mà là anh Khương chưa có tính toán được hết á. Tự nhiên cái bỏ 18 triệu bạc ra thuê cái đội xe đua với mọi người, xong là quay cái cảnh là chạy xe xe vòng vòng, có một cảnh đó thôi, quất hết 18 triệu bạc mà nó không có hiệu quả. Thuê xe rất là mắc tiền, gần nửa cái MV rồi. Nên là thực sự luôn là sau đợt đó thì cũng có rất là nhiều trải nghiệm và nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học. Đúng rồi, không phải vì báo giá mà cứ nghĩ là ảnh nó dốc hết rồi ảnh làm cho mình luôn, ảnh muốn nó hiệu quả nhất đó. Nên là ảnh không có lường trước được là cái cảnh đó nó lên thì nó nhìn nó không được đẹp lắm này kia nọ như vậy luôn. Thật là tốn 18 triệu cũng hơi uổng. Quay lại với Võ Đức Trí á, thật ra là Kim Thanh còn không có biết bạn này là thi The Voice. Nếu mà không nhờ Châu Trang Khoa nói là Kim Thanh không biết nha. Nói chung là bạn cũng add friend Facebook Kim Thanh lâu rồi, thì Kim Thanh chỉ thấy là bạn này hình như là một bạn ca sĩ mới thôi, thì mình cũng add friend để coi tình hình các bạn mới mình nắm có đầy đủ hay không. Mỗi lần mà bạn ra sản phẩm thì bạn đều inbox và nói là chị ơi em có bài hát này, chị cứ nghe thử em coi như thế nào, góp ý cho em. Thậm chí là bạn chẳng nhờ mình là có thể phát sóng giúp em hay như thế nào nữa, mà chỉ là nghe. Trời ơi, người ta nói như vậy là người ta nói ý nhị đó chị à. Ai hơi đâu nhờ chị góp ý giùm. Ủa? Thì kiểu gì mà hả, nghe xong kiểu góp ý rồi thì kiểu gì vậy? Chị sẽ ủng hộ em một cái. Trời ơi, sao Khoa nghĩ người ta nhiều khi người tại ta vì tốt. Em được rất là nhiều bạn nhờ xe và đều một cách như vậy hết. Vậy hả? Nói đâu xa, nói đâu xa. Unify. Ủa nhưng mà Lục Huy inbox em, anh ơi em mới ra bài để anh nghe và cho em xin ý kiến nhé. Khoa nhẹ nhàng trả lời, ok man xe nhé. Ủa cái đó là tự em nói xe. Vấn đề là người ta mong chờ cái điều đó thì tại sao mình không giúp người ta một xe, đúng không? Người ta đã mở lời thì mình tiếc gì một xe trên Facebook mình hết trơn á. Khoa được cái là có nhiều người á, không quen chưa bao giờ nói chuyện luôn, tự nhiên cái inbox vô cái nói là anh sắp ra phim này nè, treo lơ là vậy ok anh ạ, nhờ thì em sẽ xe giùm cho anh. Tại vì mình cũng hiểu là người ta cần mình, người ta mới như thế thì mình không cứ tiếc gì hết trơn á. Sự Khoa quá dễ thương luôn á mọi người. Nói chung á là Kim Thanh thấy là bạn nói cũng nhỏ nhẹ dễ thương và cái kiểu là rồi chị có xe không? Thì chị giới thiệu như vậy rồi còn gì nữa. Cũng phải xe cho người ta một cái. Ủa giới thiệu vậy là còn hơn xe rồi còn gì nữa. Ok là, chị mà, người ta cũng tấm lòng tui bác ái nó tỷ lệ tuần với cái bụng của chị nè. Nhiều khi chị xe trên Facebook á là hả không có được Châu Đăng Khoa nói gì luôn á. Tại Châu Đăng Khoa ít khi nào mà tương tác với Kim Thanh lắm. Nhưng mà ví dụ như vậy thì Châu Đăng Khoa còn góp ý để bạn biết là chỗ sai chỗ nào. Không, thực ra thì cái bài này không có nhiều được góp ý đâu. Vì bạn làm tốt rồi. Tuy nhiên á, chỉ có cái phần diễn xuất MV thì thôi mình không có bàn tới. Nếu như mà mình có thể gọi là mình làm cái bản phối cho nó hiệu quả hơn thì Khoa nghĩ nó sẽ ok hơn. Tại vì cái màu kiểu hàng như thế này nó hơi bị nhiều và quen thuộc quá rồi. Đến cả cái intro nghe nó cũng na ná. Mình làm cái bản phối nó tâm huyết hơn, nó sẽ hiệu quả hơn và nó nâng được cái bài hơn thì mọi thứ sẽ ok hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với một cô bé rất là quen thuộc, dễ thương. Chù cô bé gì bự chát cô bé. Lỗi ở yêu thương, Ái Phương sáng tác và thể hiện. Cái bài này thì Khoa được nghe lâu lắm rồi. Thanh và Duy trước đây Khoa nghe demo trước Thanh Duy luôn. Nói chung là hồi xưa Phương sáng tác và Phương cũng hay gửi cho Khoa nghe để góp ý cho Phương. Thì cái bài này Khoa cảm thấy là Khoa thích cái bản của Thanh Duy hơn. Không hiểu tại sao Thanh Duy hát có mọi thứ nghe nó căng tràn sức sống. Tuy nhiên à, nếu như một người khác hát thì Khoa cũng sẽ thích hơn thôi. Thực sự thì Khoa cũng không có thích cái bản của anh Duy hát lắm. Tại vì anh Duy hát á, trong cái bài này á bị tối. Không phải vậy nè, cái bài của anh Duy hát á, anh Duy đang bị gọi là hát tống ra hết sức lực luôn, kiểu như là hát cái căng đét lên từ đầu tới cuối vậy á. Mà anh Duy thiếu những cái control, những cái bỏ nhỏ, những cái uyển chuyển xử lý chỗ này chỗ kia á, kiểu vậy á mọi người. Nhưng mà nghe bạn Quải Phương thì thực sự luôn, đầu tiên phải nói là tuy là bạn thân nhưng mà mình cũng phải nói luôn là Phương ngày càng đẹp nào, hát ngày càng hay. Thực sự là như vậy luôn, hát bây giờ rất kiểu như đầm thắm á, rất là đàn bà, rất là trưởng thành luôn. Và Phương kình trôn giọng Phương rất là tốt nữa. Tuy nhiên trong cái bài này nha, Phương bị nhát hay sao mà khi mà cái phần điệp khúc nó lên, lẽ ra phải căng những cái nốt nó lên căng nó đẹp hơn thì Phương lại làm cái cảm giác nó hơi bị non, lệch nhẹ so với nhạc. Cái thứ hai nữa là cái bản phối của bài này Khoa không thích một chút nào. Thứ nhất, nếu mà là acoustic hợp âm vòng như thế này á thì mình nên làm một
câu guitar mà nó có motif nó lặp đi lặp lại từ đầu tới cuối xuyên suốt trong cái bài hát á, thì Khoa nghĩ là nó sẽ dễ nhớ, dễ vào đầu và nó sẽ hiệu quả, nó sẽ bắt tai hơn rất là nhiều. Tại vì thật sự là cái bài hát thì nó vốn nó hay rồi, nhưng mà cái bản phối này không phải là một cái bản phối hay. May là cái giọng hát của Phương rất là sang trọng và nó vớt vát lại được phần nào. Hy vọng là ở bài sau Phương, chỉ cần Phương mở lời thì chưa bao giờ Khoa từ chối Phương gì hết. Ví dụ như là làm producer cho Phương chẳng hạn thì Khoa cũng sẽ rất là vui lòng. Mình sẽ nhắn gửi cho Ái Phương là chỉ cần mở lời, Khoa sẽ cống hiến hết mình cho Ái Phương. Thật sự chưa bao giờ từ chối Phương cái gì. Chị cũng giống Khoa ở chỗ là bài này Kim Thanh thấy rất là hay nhưng mà lại không có thích cái bản này lắm. Thì bản phụ này quá không hiệu quả luôn. Qua bài khác đi. Quằn lắm em ơi của Ti Tim do DT Mai Xuân Thứ và Kim Ngân thể hiện. DT là Đức Trí đó. Cái chữ quằn này á, Khoa nghe các bạn nói nhiều lắm luôn mà thật sự lúc đó kiểu như mình già rồi á, mình thấy ủa sao nó lại quằn là gì, làng quằn là gì không hiểu. Và cái người mà hay nói từ đầu nhất là Khói mọi người ạ. Khoa nghe Khói nói rất là nhiều, hỏi quằn là gì, sao cứ quằn quằn vậy, quằn ta là quằn này mình cũng không hiểu mà vô nó là cái gì. Nếu như là Khoa nghe và Khoa sẽ cảm giác quằn đây là một cái gì đó nặng kiểu như là vai. Không phải nặng chịu trong vai, không phải nghĩa đó đâu, mà nó mang một cái nghĩa là một cái gì đó hả không được tốt á, chứ không phải là mang nghĩa quằn là như chị đâu. Thì bên phía ekip á có nói là quằn ở đây kiểu như là công việc dồn nhiều quá, deadline tới này kiểu như là cảm giác mọi thứ nó mọi thứ nó không có được tốt á, kiểu như vậy. Bài này thì có thấy để tên Kim Ngân cuối cùng nhưng mà trong bài cuối cùng là Kim Ngân hát nhiều nhất. Thì bài này sản phẩm Ti Tim cho Ti Tim đứng cái chứ? Bài này như là sáng tác của Mai Xuân Thứ nè, và Khoa cảm thấy là Thứ ngày càng sáng tác lên tay hơn. Thật sự luôn là bài này cũng rất là dễ thương, tuy nhiên không thể nào so sánh được với lại Muốn Nói Với Em. Muốn Nói Với Em là một bài mà Khoa rất là thích, ồ Khoa nghe miết luôn. Và hôm trước thì mình có nói về bài đó trên sóng thì bạn Thứ có nghe được và bạn Thứ có vào cảm ơn Khoa. Rồi bây giờ mình sẽ chê bạn Thứ sẽ nghe được. Không có gì đâu, bình thường. Cái bài này thì nó dừng lại ở mức dễ thương thôi. Và có vẻ như là bên Ti Tim bắt đầu đẩy talent mới thì phải. Trong cái MV thì Khoa cảm thấy mắc cười, nhưng là một cái đoạn đó là cảnh sáng thức dậy mà trời ơi bạn nữ make up đậm lè, dáng mi giả dài thiệt dài, không ai đi ngủ mà vậy trơn á. Thiệt sự. Ôi phim Hàn Quốc cũng y vậy đó. Thôi đi, người ta make up sương sương, truyền hình Việt Nam nói làm cái gì nữa. Không ai mà bị bệnh mà tóc uống lọn lọn, đi ngủ mà trời dáng mi giả dài công vút muslin. Và trong cái MV này cũng vậy, trời ơi mới sáng ngày hai bạn dậy đánh răng ha, mà chù cha bà kia cái mặt bà hai cái má nó một cục nó mi giả dài thiệt dài. Cảm thấy là sợ xấu á, cái kiểu mà sợ xấu như vậy thì làm cho mình cảm giác nó không có được tự nhiên lắm. Giọng bạn này thì dễ thương, đáng yêu, hợp với bài. Nói chung là đây là một bài hát dễ thương. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một gương mặt mà phải nói là rất là nhiều người chờ đợi cái sự comeback của bạn này. Đó là Hà Anh Tuấn với Si Sinh Xe mùa thứ tư, cùng tập đầu tiên là Khúc Hát Chim Trời của tác giả Trần Thanh Sơn. Bài này hồi xưa Khoa cũng thích anh Tuấn hát lắm. Tại hồi Khoa còn học đại học, Khoa mê anh Hà Anh Tuấn thí mồ luôn. Nhớ lúc đó ảnh thi sau bài Điểm Hẹn, ảnh hát hoang mang, chu cho nó hay. Ảnh cứ nhớ có một vòng ảnh hát Đi Tìm Ngày Mới của chị Lưu Thiên Hương. Xong là từ đó về sau cái bài đó là cái bài mà Khoa dùng để chinh chiến các cuộc thi luôn. Thích bài đó kinh khủng nha, hay lắm luôn. Bài đó ảnh lại không có phát hành chính thức bài đó, không hiểu sao. Tiếc. Sau đó một thời gian thì Khoa cảm thấy anh Hà Anh Tuấn hát dở. Khoa không thích anh Tuấn nữa, khi anh Tuấn hát nghe nó nặng nề lắm, lúc nào cũng cứ oan oan ra. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại qua show của chị à hay là bài hát này thì Khoa lại cảm thấy thích anh Tuấn trở lại rồi. Thần tượng của tôi đã thực sự trở lại rồi. Anh Tuấn hát một cách nó mềm mại, dễ chịu và nó không có làm cho mình khó chịu như cái giai đoạn trước nữa. Và thực sự luôn đây là một cái bài hát mà nghe thì tưởng dễ nhưng mà để hát cho hay nó rất là khó. Và lần này thì anh Tuấn đã làm mới lại, mang cái màu sắc quê hương hơn vô một tí bằng sáo trúc và pha trộn cái bài mà bài gì ta, Cọ Sẽ Ố Che Nắng Mát Đường Em Đi sao á. Chính xác. Thì đúng là cái bài đó đó. Thì nói chung là cảm giác cho mình nó mới mẻ hơn. Và vì cái bài này có một cái cấu trúc rất đặc biệt, đó chính là hát xoay vòng của mọi người. Nghĩa là cái bài hát này là mọi người muốn, mọi người có thể hát cái bài này hát hát hoài, hát từ khi 20 tuổi hát đến khi 100 tuổi vẫn hát, nghĩa là không có dừng lại một giây nào hết. Tại vì cấu trúc của nó là
có một cái đoạn duy nhất lặp đi lặp lại thôi, và nó không có verse, không có điệp khúc hay không có gì cả, nó chỉ có một đoạn như thế thôi và cứ giai điệu như thế đi, nghe nó đơn giản và thực sự nó rất là gây nghiện á. Nó làm cho người nghe mà cảm thấy cứ cuốn theo, và cái lời thì hát xoay vòng như vậy đó. Ý của Khoan là bây giờ bạn hát cái bài này, bạn bắt đầu khi bạn 20 tuổi đi, đến khi bạn 100 tuổi bạn vẫn hát được, bạn chưa phải ngừng lại luôn. Nghĩa là cái kiểu như vậy. Nó là vòng tròn. Đúng rồi, nó cứ vòng lặp lúp như vậy hoài. Những cái kiểu như vậy á thì thường là nó sẽ làm cho người nghe gọi là bị stuck ở trong đầu á, rất là khó dứt ra. Và bài này có nhớ là chị Thủy Tiên cũng có hát nè. Nhiều người hát bài này lắm. Đây nhưng là mà Khoa thích anh Tuấn hát nhất. Ừ. Ồ, anh Tuấn hả? Càng ngày càng đẹp trai nữa chứ. Chị thì vậy nè, chị thích hà anh Tuấn không phải là từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn đâu, mặc dù là Tuấn nổi từ đó. Chị thích là từ cái dự án cùng với anh Võ Thiện Thanh đó, Buổi Sáng ở CEO Cà Phê. Nói chung là mấy cái đĩa đó em mê lắm, đĩa nào em cũng mê đó. Rồi xong Tuấn hát cùng với album cùng với Phương Linh nè. Rồi cũng quá đỉnh luôn ha. Xuất sắc luôn. Trời, hồi xưa em mê anh Tuấn với chị Linh lắm. Em mê chị Linh vậy đó, đẹp gì đẹp mà đẹp, mà hát hay gì mà hay, cái miệng mà hát điệu ơi là điệu. Nghe nó đã gì đâu luôn á. Đó, rồi sau này dự án solo thì chị thích là Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Giai đoạn mà Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em á, ca khúc thì hay nhưng mà cách anh Tuấn hát Khoa không cảm được. Nó quá kiểu như là chân chỗ ra, do đó không có được cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng như vậy đâu. Và bây giờ giống như anh Tuấn đã lấy lại phong độ rồi, Khoa cảm thấy rất là thích anh Tuấn vào giai đoạn này. Chín mùi. Chị thì chị lại không thích những cái dự án cover của anh Tuấn lắm. Cái đó gọi là gu riêng thôi. Thực sự mà nói, lúc này chia sẻ thực sự, tuy là một fan của anh Tuấn nhưng mà những cái bài hát mà anh Tuấn cover lại thường nó không hay bằng bản gốc. Hay thậm chí anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh nghe rất kỳ. Nhạc của Quỳnh thực sự chỉ có Quỳnh hát hay thôi, mà chưa thấy ai hát nhạc Quỳnh hay hơn Quỳnh hết trơn á. Mình tiếp tục đến với một gương mặt hôm nay rất hot này, hot liên tục luôn. Đó là Hoài Lâm với ca khúc Cô Đơn Trong Nhà Mình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là ca khúc nhạc phim của bộ phim Vua Bánh Mì sắp được phát sóng. Là phim chưa phát sóng á. Ồ, phim rạp chứ hay là phim truyền hình. À. Nhưng mà thật sự á, là anh Nguyễn Phương Điền á, có thể nói là ở miền Nam á, ảnh là đạo diễn hàng đầu. Những cái phim nào mà anh Phương Điền làm đạo diễn gần như đều là rất hot luôn á. Và phải nói ảnh làm phim rất là tốt, và các nghệ sĩ, các diễn viên á được mời vào cái dự án của anh Điền thì mọi người cũng rất là tự hào đó. Phim này Hoài Lâm có đóng không? Chắc hát thôi, không có đóng. Thì coi cái clip á, nhìn Hoài Lâm rất là dễ thương luôn á. Đây giống như là hoặc cậu bé mà Hoa quen cái đây rất là nhiều năm về trước. Nhìn Hoài Lâm hát say mê mà cuối bài còn say hi kiểu chữ V rất là đáng yêu. Trong Hoài Lâm dễ thương lắm. Thực sự luôn là cái bài hát này là rất là may mắn khi mà gặp được Hoài Lâm. Hoài Lâm đã thể hiện nó quá tốt. Và cái cách mà Hoài Lâm hát, cách Hoài Lâm feel, cách Hoài Lâm run note, làm cho mình cảm giác nó đã hơn. Hát bài hát này một cách hiệu quả và nâng cái bài hát này lên rất nhiều luôn. Thực sự thì cái màu sắc bài hát, cả cái bản phối này cũng làm cho Khoan nghĩ ngay tới cả cái cách đè của cái bài này luôn ấy. Nó cũ quá. Nó làm cho Khoan nghĩ ngay tới cái giai đoạn mà Yêu Dấu Theo Gió Bay của chị Hiền Thục á, hay là giai đoạn album đầu tiên của Nu á, cái kiểu anh xem hay máy lạnh thầm đồ đồ ví dụ vậy á, kiểu là cách phối khí rồi cái cách bè bối mọi thứ, cái giọng bè thì đúng là xì tai của anh Nguyễn Hoàng Duy luôn. Thường là chung là sẽ đem qua bên Phú Trường chứ đâu phải với Duy. Anh Duy với anh Trường thì cũng một lò ra cả bên Phú Studio ra đấy. Thực sự thì Hoài Lâm hát cái này quá hay và làm cho bài này nó hay nó rất nhiều. Nói về Hoài Lâm thì chị chỉ cảm thấy một điều là tiếc. Tiếc gì mà tiếc, người ta không tiếc thôi, tiếc làm cái gì. Vấn đề là có tài như Hoài Lâm á thì cỡ nào thì cũng sẽ ok thôi. Nhưng mà chị tiếc là quyền của chị mà, em kỳ không? Chị tiếc kệ chị. Ai cũng lên tiếc cho Hoài Lâm, tiếc cho Hoài Lâm. Rồi, vấn đề là người ta thấy happy với hiện tại là được rồi. Với Hoài Lâm á, là tất cả các bài hát của các nhạc sĩ rơi vào tay Hoài Lâm nó sẽ có một cái phiên bản riêng, chứ nó sẽ không có đi theo. Thật sự là Khoa rất thích giọng Hoài Lâm luôn, nghe nó màu sắc lắm, nghe nó dễ chịu mà khoảng giọng rất là rộng nha. Hoài Lâm giống như là Khoa cảm giống như không có biên độ trong giọng hát vậy, hát cỡ nào cũng được hết. Nghe nó đã cái lỗ tai và lên cao, nó không có làm cho mình bị khó chịu. Lâm còn rất là dễ thương nữa chứ, đêm đêm đồ lâu hay vô tiện đô nói chuyện tâm sự, anh em tâm sự với nhau vậy. Khoa cũng hy vọng là Hoài Lâm sẽ trở lại ngoạn mục và nhưng cái đà này sẽ lấy lại được tất cả của mình. Khoa sáng tác nhạc cho Hoài Lâm đi. Thì sẽ có thôi, khi mà cái duyên nó tới thì sẽ có. Cái bài hát này thật ra là một bài rất là dễ nghe, khá là bắt tai. Tuy nhiên nếu Khoa nghĩ là nếu không phải Hoài Lâm hát thì nó sẽ không hiệu quả được như vậy. Kim Thanh thì nghĩ rằng khi mà được chiếu vào một cái bộ phim mà được đầu tư như là Vua Bánh Mì á, mà lại được anh Điền ảnh làm á,
mà cái bài hát này là bài hát chính á, cứ lặp đi lặp lại thì có thể là cái khả năng nó tạo hit còn cao hơn nữa. Bây giờ nó cũng 2 triệu mấy view rồi. Là mới ra đây, đang trên đà, hồi lắm đang hot. À mà cái Hoa Nở Không Màu phiên bản trắng đen bình thường mà cũng cả 100 triệu view. 101 triệu hôm qua mới coi. Ôi kinh thiệt nha. Vâng, chúng ta khép lại ngày hôm nay với những chàng trai, 5 chàng trai của nhóm Unify cùng ca khúc Nói Dối Cả Thế Giới Vì Em, là một sáng tác của Lục Huy, cũng là thành viên của Unify. 2 năm rồi thì Unify mới quay trở lại, cho nên là bản thân về cái mặt gọi là tinh thần và chủ trương là Kim Thanh rất là ủng hộ các bạn đó. Không, thật sự thì đây cũng là một cái khúc khá là dễ nghe, đạo diễn là Đinh Huyền Thư luôn, nhưng mà có lẽ là do cái đợt dịch đó nên là đã không thể thực hiện được cái MV mà nó hoành tráng hơn, và chỉ có thể làm gọi là đóng hộp như thế này thôi ở trong phim trường, như thế gọn gàng gọn ghẽ. Ê, nhưng mà làm rất chỉnh chu, rất ok nha. Đúng vậy, nhưng mà cái kiểu MV đó bây giờ thực sự là nó không còn được hấp dẫn và thu hút nữa. Nó có cái lợi mà cũng có cái hại nha. Cái hại đó chính là nó không có cái gì để mong chờ hết á. Và chưa kể là nếu như mà thể hiện nhảy thì cái phần nhảy á, nhảy thì các bạn nhảy đẹp rồi, tuy nhiên cái phần biên đạo á nó chưa có cái gì đặc biệt. Mọi người có để ý ra những cái khúc Hàn Quốc đi, vũ đạo của người ta lúc nào cũng có một cái đoạn rất là gây nghiện, rất là dễ nhớ và để cho mọi người muốn nhảy theo, nó đặc biệt vô đó. Còn đây thì đơn giản chỉ là vũ đạo và mình nhảy theo bài hát thôi, và nó chưa có thực sự đặc biệt lắm. Với một cái điều nữa là Khoa rất là thích thành viên Tùng Maru trong nhóm này, và trong hiểu xong bài này Tùng xuất hiện ít quá. Thực sự rất là ít luôn, và rất là... Tùng ơi sao em xuất hiện ít vậy. Tùng là một cậu bé rất là có tài luôn á. Trời mà Lanh nói chuyện duyên dễ thương, dễ thương cực kỳ. Và hả, Tùng rất là chịu khó, rất chăm chỉ nha. Hầu như ngày nào Khoa thức làm nhạc, Khoa không thấy Tùng online, và rồi lo lại gửi sang bà anh ơi nghe cho em bài này. Nên là rất là chịu khó luôn á. Và những gì mình góp ý thì Tùng đều rất là biết lắng nghe. Và có hy vọng là năm sau sẽ gặp Tùng Maru ở Rap Việt, tại vì thật sự Tùng là một người rất là có khả năng. Hôm bữa thì Unify cũng qua chương trình của chị để trò chuyện về chuyện lập nghiệp ở Sài Gòn, rồi mọi người kể chuyện tuổi thơ của mình. Trời, các thành viên của Unify và trong đó có Tùng Maru, trời bé nào nói chuyện cũng dễ thương á. Tức là sau một cái cuộc nói chuyện xong mà mình cảm thấy là mình có năng lượng, thứ nhất rất là tích cực nè, cái năng lượng mà các bạn mang đến cho mình, sức trẻ đó. Đúng rồi, và cái thứ hai nữa là phải nói là ai cũng duyên, ai cũng có một cái sự duyên. Trời mà cô đi đẹp trai quá ha. Đúng rồi. Trời, sẽ đẹp trai dữ trời. Mệt ghê. Và cái phần cố vấn âm nhạc cũng như là hỗ trợ chút xíu về phối đồ này kia thì có góp tay của Đỗ Hiếu. Rồi, phải biết cái điều này, nghe cách chọn sao là biết nghe Đỗ Hiếu à. Thực ra bản phối này nó không có dở, nhưng mà nó làm cho mình dễ dàng liên tưởng tới BTS. Tuy nhiên cũng thì... bình thường có sao đâu. Không, đi cứ hiểu như nào, kiểu nhạc như vậy ở Việt Nam mình nó lại không được đón nhận lắm. Chỉ thấy phải là nói thật sự là như đó. Vậy. Nhưng mà thật sự luôn là cái kiểu nhạc như thế nó không được đón nhận lắm ở Việt Nam mình, nó tiếc cả là như vậy. Thực ra cái bài này nếu như chúng ta không phối EDM, không phối điện tử quá như vậy thì Khoa nghĩ nó sẽ ok hơn á, tại vì cái phần giai điệu của nó khá là bắt tai luôn á và khá là đẹp đó. Nên là nếu như là mình làm cho nó, mình lót thêm nhiều piano đi câu cú vào hơn á, thì Khoa nghĩ là đôi khi nó hiệu quả hơn và nâng cái bài lên hơn, nghe nó sẽ vào cái tai mình hơn. Có thể đây là một cái version dance riêng, ví dụ vậy. Chứ còn nếu như chị nghe như vậy, nó rất là khó hit nha. Nó rất là khó để mà làm cho người ta muốn xem đi xem lại, xem đi xem lại á. Thì vẫn thiếu một cái đoạn gây nghiện. Nhưng mà cá nhân của chị nghe, thì chị nghe cái bài này thì mặc dù nó không phải là quá mới mẻ so với thời điểm hiện tại, nhưng mà chị nghe chị cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Các bé nhảy rất là đẹp nha, mặc đồ rất là đẹp, và MV làm rất là chỉnh chu. Phải nói là một cái MV dance trong cái phòng đóng hộp như vậy mà làm vậy là tốt lắm rồi. Rồi chưa kể là chị thì thường là thích những cái MV mà nó thuần về âm nhạc hơn là cứ tạo drama, câu chuyện, đồ nãy kia, movie, đồ kéo dài, đồ rồi thoại ở trong đó này kia là chị không thích. Đúng rồi đó, không phải nói thiệt. Coi MV mà tự nhiên đang coi nghe nhạc, tự nhiên cái ngừng lại nói chuyện. Trời ơi, mất cảm xúc, nó tuột mút ghê, kinh khủng luôn. Chưa kể là những cái MV quá dài, 10 mấy 20 phút, ui lùi xem lắm luôn á. Lướt cho nó nhanh à. Chắc do mình già rồi á, chứ các bạn trẻ thích lắm. Cho nên là cái chuyện là bây giờ nó không đúng gu mọi người, nhưng mà đâu phải là ai cũng sẽ thích cái kiểu drama vậy đâu, cũng có những người như mình mà. Cho nên là mình cứ làm theo những gì mình tin là nó thuần chất âm nhạc, mình muốn đẩy cái đó là được rồi. Nhưng mà thực ra mà nói ai cũng mong có hit cả, và chắc chắn là Unify cũng không ngoại lệ. Mà hit chỉ mỗi vì cái MV xong mà chả ai nhớ bài hát là cái gì thì cũng chả thành công rất nhiều bài. Thà được sự chú ý còn hơn. Sao Unify không thử hát một cái bài mà nó mang cái màu sắc mà nó nhẹ nhàng hơn nhỉ? Nó bắt tai hơn nhỉ?
và nó xu hướng hơn nhỉ? Tại vì thực sự Unify đủ, hoàn toàn đủ khả năng để làm cái điều đó. Mà nghe nói đây cũng chỉ là cái sản phẩm đầu tiên, và từ đây tới cuối năm sẽ có những cái sản phẩm khác để comeback. Ồ vậy hả? Ồ vậy là có bánh mạnh mạnh đúng không? Quay trở lại thôi đó. Đó. Thực ra thì ở Việt Nam mình làm nhóm rất là khó ăn. Thực bây sự. Giờ còn có hai nhóm là lên lớp. Là ai cũng biết luôn, ai cũng thấy được điều đó luôn. Nên là rất là cổ vũ cho anh Thắng cũng giống như là Aiden khi mà vẫn quyết tâm giữ cái đội hình nhóm này. Liên quan đến nhóm nhạc, bây giờ chỉ có hai nhóm nhạc này là tạm thời. Yeronai nữa chị. Thôi dẹp đi, thì hai nhóm là Monster với là Unify là đang tạm thời là khá ổn. Và quan trọng là một điều vậy nè, Unify với Monster là hai nhóm chơi thân với nhau. Tức là thường mình nghĩ là phải có cạnh tranh này kia. Đó, cạnh tranh thì chị làm như Hàn Quốc á, chị làm như ngày xưa vậy á. Trời ơi. Thời bây giờ thì thấy ai vui chơi chứ có gì đâu. Trời, các bạn rất là thân với nhau, và thậm chí khi mà Monster qua đài thì cũng nói chuyện liên quan Unify, và Unify qua đài cũng nói chuyện quan tâm với Monster. Tức là các bạn đó, tụi mình là co-op mắt bạn của mọi nhà luôn á. Có sao đâu, em thấy rất bình thường. Tại vì rõ ràng cái showbiz bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa mọi người ạ. Nó không còn cái sự khắc nghiệt kiểu như là có anh không có tôi như vậy nữa. Thực sự bây giờ showbiz đủ rộng để cho tất cả cùng trở thành ngôi sao, nên không sao hết. Cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Rồi tóm lại là mình vote phiếu cho ai đây? Unify. Ok, đồng ý luôn. Tạm biệt mọi người Khoa ơi. Tạm biệt.